Trứng hồi nãy giờ mình làm xong rồi, mình cũng để tủ lạnh nè, nó cũng đông cứng rồi kìa. Giờ mình lấy ra để cho cả nhà xem. Người ta mua cái khuôn ngủ á thì người ta làm, người ta còn xài sử dụng lại nhiều lần á, còn mình thì cái này mình chỉ bỏ thôi, nó xài được nữa. Chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ làm trứng dai nha cả nhà. Gà thì đây mình có bịch sữa tươi nè, có bịch rau câu nè, rau câu giòn nè, đây có đậu nè, mình cũng ngâm rồi, lát mình đi nấu nè cả nhà. Ở đây thì mình cũng có 10 cái vỏ trứng nè, mình lấy cái vỏ trứng này mình rửa sạch nè, giờ lát mình làm trứng nha cả nhà. Mình cũng có rau củ nè để mình đi luộc ăn kèm nè, đặc biệt ở đây thì cũng có thịt hôm bữa mà mình kho tàu á cả nhà. Rồi mình ăn không hết á, mình bỏ vô tủ lạnh đông đá nè, lát mình đem ra mình kho với trứng luôn nha. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Xong này nè, mình cũng nấu xong rồi cả nhà. Mình cho ra cái chén nè, mình cho vô xíu dầu điều để cho cái chồng đỏ của mình á, cái chồng vàng của mình á, nó hơi đẹp nè. Cái tay để mình trộn nữa nè, mình nhồi cho nó nhuyễn nha. Mình sẽ dò nhân luôn cả nhà. Mình cũng dò được 10 viên nhân. Sẽ đi nấu cái rau câu này cả nhà. Cho ra đây một muỗng. Một muỗng là một muỗng ăn canh nè, hai vị vị. Một bịch sữa tươi luôn. Sữa tươi mình đổ ra được hơn nửa ly tí xíu. Thế tầm 10 phút mình ngâm đây coi rau câu nó nở á, đừng nữa rau câu của mình nó sẽ giòn á. Mình sẽ lấy mấy cái ly này nè, mình để cái trứng vô để cho nó đứng cái trứng lại á, để mình dễ đổ rau câu. Trứng này thì mình gọt nó bớt cho cái lỗ nó hơi lớn hơn chứ. Ủa không, mình làm bánh lăng cho con mình, mình lấy mình rửa mình cắt. Sẽ thân đây. Mình rửa bằng xà bông rồi cũng sạch lắm ạ. Chị nấu rau câu nữa nè. Và cái rau câu mình nấu như vậy nè, sôi lên nè, nó cũng hơi đặc đặc ra, sánh sánh rồi mình tắt lửa. Mình cho ra cái ca này cả nhà, để nó có cái mỏ này mình dễ dứt. Để gót ra cái rau câu vô nè cả nhà. Mình gót ít thôi, nửa thôi. Vậy cái mình sẽ cho cái đậu xanh mình nấu nè, mình cho vô, mình làm như cái chồng đỏ vậy. Cái mình cho cái chồng đỏ vô rồi mình sẽ rót cái nước còn lại nè. Cả nhà ơi, trứng hồi nãy giờ mình làm xong rồi, mình cũng để tủ lạnh nè, nó cũng đông cứng rồi kìa. Giờ mình lấy ra. Cái này nó mình rửa mình trả lên trong địa. Mình làm được 8 trứng cả nhà, con mình nó ăn hết trứng rồi, giờ còn 7 trứng nè. Giờ mình lột ra đi nha, cho cả nhà xem. Người ta mua cái khuôn ngủ á thì người ta làm, người ta còn xài sử dụng lại nhiều lần á, còn mình thì cái này mình chỉ bỏ thôi, nó xài được nữa. Không có khác gì hết, chứng thật hết trơn cả nhà. Rồi rửa qua chứng. Bắt cái chảo lên để mình kho thịt nha. Rồi giờ cái chảo này nó cũng khô nước rồi, mình cho thịt vô. Thịt với tôm này. Nó ít nước quá mình cho vô chứ vừa. Cái này mình bỏ đông đá hôm bữa này, nên là nó không có nước. Rồi giờ mình cho thêm miếng gia vị đi. Mắm mình cho.
nguyên. Bỏ trong đá giờ mình đem ra mình kho lại nữa nó cũng vẫn còn cục thịt phi cả nhà. Bỏ trứng cho mình kho cho nó trứng mình làm nữa nè. Trứng này thì mình không nên kho lâu, mình kho lâu mình sợ nó gã, nó bằng đậu câu. Để lên sôi nó vừa cái mình nhập xuống này. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình làm trứng chay kho thịt cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Đây cũng có một mâm rau luộc. Bí non, cà gót, đậu bắp, bắp cải, luộc trắng. Trứng chay nha cả nhà. Để ta mình làm nha. Cả nhà thấy như thế nào? Có giống cái trứng thật không cả nhà? Mình lận cho mình biết nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn trứng nha, trứng chay nha. Cái này mình ngầm nước tương ớt á, bỏ trứng vô dầm ra. Béo. Cái thịt kho này hôm bữa nè mình ăn không hết, mình kho tàu mình ăn không hết á, mình đem bỏ tủ lạnh nha. Cả nhà muốn coi xem cái video mà mình làm cái thịt kho tàu này nè. Thì giờ xem lại nha. Công thức mình làm cũng đơn giản lắm. Bí non mình mua 35.000 ký. Luộc nó ngọt. Ăn không hết á, mình kho tàu mình ăn hết, mình bỏ vô trong cái ca, mình đóng đá. Giờ cái mình đem ra mình ăn. Chứ làm nhiều á rồi ăn nặng không hết. Ngày nào mình quay video thì ngày nào mình cũng làm món ăn hết, cho nên là cái này nhiều quá thì mình đem bỏ trong đá. Mình có thể ăn dần được. Rau luộc. Bông rau muống nè cả nhà. Rau muống trắng mình trồng mới lên bông màu trắng. Còn cái rau muống đỏ đỏ mọc ở dưới mương nó cái bông màu tím đẹp. Tôm. Tôm này bữa hổm mình cũng làm, mình cũng kho tạo nè, này còn nữa nè. Mình bỏ chung với mình đóng đá nè. Nè 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 nè. Đẹp quá cả nhà. Nhìn nó quá trứng gà. Nó nhỏ nhỏ là tại vì cái hộp gà của mình nó nhỏ, mình làm trứng nhỏ. Làm vậy đặt ra bể hết trơn trứng là không có xài lại được nữa. Mua trứng mũ thì còn xài lại được nhiều lần, còn cái này không xài được. Đậu bắp ăn chị xương khớp, ăn nhiều tốt. Hôm nay mình làm này nhanh, trứng làm nhanh, thịt thì mình có sẵn rồi. Trứng này nè, hôm nay mình ăn không hết á cả nhà. Mình có thể bỏ vô cho mấy keo và mình chế vô miếng nước tương, mình bỏ vô tủ lạnh ngăn mát á. Tuần sau mình ăn vẫn được. Lần làm lần cực. Mình ăn rồi ngày mai mình quay cái món khác mình vẫn có ăn nữa, là cho nên là cái này mình để dành lâu lâu mình đem ra mình ăn. Mình cắt trứng ra cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, mình ăn cơm với trứng chay kho thịt cũng xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.